Hello, chào các bạn nhé. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà đang sử dụng iPhone, đang dùng hệ điều hành iOS thấp. Thì ví dụ như con iPhone 6 này thì iOS của nó rất là thấp. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải các ứng dụng mà nhiều bạn không tải được. Ví dụ như ở Facebook này, YouTube này, Zalo này, Google Chrome này, Messenger vân vân. Thì làm thế nào để tải được? Đây, ví dụ mình sẽ hướng dẫn trên cái con này thì mình sẽ tải thử cho các bạn xem này. Con này iOS thấp này. Thường thì iPhone 6 nhiều bạn sẽ không thể tải được. Ví dụ như Facebook nha. Bây mình sẽ tải thử Facebook này. Đó, nhận này. Cài đặt. Rồi. Và nó sẽ báo là như thế này. Ứng dụng này yêu cầu iOS 13.4 trở lên. Ok. Thì con này đang iOS là bao nhiêu đây? Giới thiệu này. 12.5.7. Đó. Rồi làm thế nào để tải được những con như thế này? Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Thì đầu tiên các bạn phải có một cái tài khoản iCloud. Rồi. Các bạn đăng nhập vào một con máy khác iOS cao hơn. Thì iOS cao hơn thì trên con iPhone 11 này thì mình đã đăng nhập vào rồi. Rồi mình đã, đây này, mình đã tải này, các ứng dụng rồi này, trên cái tài khoản này, ở trên con máy iPhone 11 này. Đó. Và bây giờ muốn tải được ở trên con iPhone 6 iOS đời thấp, kể cả iPhone 5 các bạn cũng tải được hết. Các bạn vào cài đặt này. Các bạn hãy thoát cái tài khoản mà không tải được đi. Đăng xuất đi. Rồi mình sẽ che cái mật khẩu này lại để tránh cái tài khoản của người khác bị mất. Đăng xuất cái tài khoản mà không tải được này đi. Rồi đăng xuất. Tiếp theo các bạn hãy đăng nhập cái tài khoản của con máy iPhone 11 này. Thì nếu các bạn không có thì các bạn có thể mượn tài khoản của người khác đời máy cao hơn, mượn tài khoản của người ta đăng nhập vào máy của mình rồi tải nha. Rồi các bạn hãy xem hết video làm thế nào để tải được và mượn rồi tải là như thế nào. Rồi sau khi đăng xuất rồi đúng không ạ, tải này, vào tải Facebook này. Facebook, tất cả các ứng dụng đều như vậy hết. Rồi sẽ đăng nhập cái ID hiện có này. Mình sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình vào. Chính là cái tài khoản này nhá, chính là cái tài khoản ở trên con máy này nhá. Mật khẩu là, đó. Các bạn đợi chút nhá. Cài đặt tiếp tục đăng nhập. Xác thực hai yếu tố cho phép. Cái gì không? Mật khẩu nó hiện lại mất rồi. Sao mình bằng cái khác vậy? Đã mới xem nào. Cho phép 568666. Rồi, xác minh. Đăng nhập cái tài khoản này sang bên con máy này. Rồi, đăng nhập xong. Và tiếp tục App Store Facebook này. Tải Facebook nha, cài đặt này. Rồi. Đó, yêu cầu sau 15 phút. Đó, nó sẽ hiện khác hơn này. Tải xuống phiên bản cũ hơn của app này, phiên bản hiện tại yêu cầu iOS 13.4 này hoặc mới hơn này. Vẫn tải về được nha các bạn nhé. Hoặc là như thế này, các bạn có thể vào cái phần này. Phần cập nhật này này. Đâu rồi? Đã mua này. Sẽ tải được tất cả những ứng dụng đã mua trên cái nền tảng của cái tài khoản đó. Cái tài khoản mà các bạn mượn của người khác ấy.
hoặc cái tài khoản đây mình đang hướng dẫn này trên iPhone 11 này. Đây, đây là tất cả các ứng dụng mình đã mua này. Bây giờ mình sẽ tải về trên con máy này này. Tải hết về. Đó, chỉ ấn tải về thôi. Tải hết về. Tải hết về Google Chrome này. YouTube tải rồi này. Zalo các thứ tải hết rồi này. Nhưng còn có chơi Liên Quân hay là chơi tốc chiến Free Fire gì không? Không. Không à, ok. Vậy thôi. Đó. Đây, tất cả ứng dụng nó đều tải được hết nha mọi người nhá. Còn không nó sẽ không tải được, iOS thấp thì nó sẽ không tải được nếu như không có tài khoản của người khác. Đó. Các bạn vào cái mục đã mua. Xong này đi. Đấy, vào cái phần cập nhật này. Đây, lúc đầu nó ở trong cái mục này đúng không ạ? Phần cập nhật này này, bên cạnh này này, cập nhật này. Rồi ấn vào cái đầu người này, vào cái mục đã mua này. Đó, nó sẽ hiện lên tất cả các ứng dụng mà người ta đã mua và sử dụng. Còn nếu như cái ứng dụng nào mà mình muốn tải mà không tải được thì các bạn phải tải ở trên cái máy của người ta trước. Rồi các bạn đăng nhập vào cái tài khoản của mình và phần đã mua này thì sẽ tải được nha mọi người nhá. Tất cả các ứng dụng đều tải được hết. Ok, nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đây mình đang tải này. Con này là iPhone 6. Kể cả các bạn tải ở trên con iPhone 5 đều tải được hết. Đây con 6 nên nó cũng khá là chậm. Đây, phiên bản tải xuống phiên bản cũ hơn này của app này này. Đó, vẫn tải được hết. Đó, tất cả các ứng dụng đều tải được hết nha mọi người nha. Nếu mọi người có thắc mắc gì mà không tải được thì cứ liên hệ Nam nhá. Đây, trên con iPhone 11 này đây thì iOS nó cao thì các bạn sẽ tải được. Giới thiệu này, 10 phiên bản 16 chấm này. Phiên bản 16 chấm nên là đây. Nên là tải được hết. Còn cái con này thì iOS nó thấp, nó chỉ 13 thôi. Kể cả iPhone 5, iOS 10 hay là 11, 12 tải được hết mọi người ạ. Đây là cách tải rất là hay và hữu ích. Đó, rất là nhiều người không biết. Thì nhân tiện có khách đang cần tải cái Facebook thì mình hướng dẫn và tải luôn cho bạn ấy. Ok, vậy là tải thành công này. Đấy, còn một cái này chưa tải được này. Hai cái, ba cái, bốn cái này đang tải này. Ok, vậy là thành công rồi nha mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nha.